Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Yatotun Việt Nam. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất đặc biệt và cũng rất tiện lợi mà với hãng Yatotun Ba Lan phân phối tại thị trường Việt Nam. Đó chính là chiếc kìm đa năng. Sản phẩm của mã là IT76040. Hiện nay sản phẩm này bên Yatotun đang phân phối với giá bán lẻ là 199.000. Đây là hình ảnh bên ngoài vỏ hộp. Và tất cả sản phẩm của Yato Ba Lan thì đều có tem chính hãng, tem chống hàng giả, được Bộ Công an Việt Nam cấp. Đây, mọi người có thể nhìn thấy tem. Chiếc kìm đặt trong một hộp rất đơn giản như này. Với tông màu chủ đạo là màu đỏ, màu trắng. Đây chính là sản phẩm mà sau khi tôi đã bóc hộp ra, chúng ta có một cái kìm rất nhỏ gọn, thiết kế rất là sắc nét và tinh xảo. Ngoài ra thì nhà sản xuất còn tặng kèm một chiếc bao da, một chiếc bao đựng để chúng ta gập cái kìm này lại. Đó, gập cái kìm này lại gọn như này và đúc vào bao. Sau khi đúc vào bao thì rất là nhỏ, chúng ta có thể đúc vào túi và bất cứ chỗ nào, rất nhỏ nhắn và xinh xắn. Bây giờ thì mình sẽ lấy chiếc kìm này ra. Toàn thân của cái kim này thì được làm bằng vật liệu thép hợp kim CRV và được phủ một lớp sơn tĩnh điện bên ngoài, nên có độ bền rất cao, cứng và không bị hoen gì trong quá trình sử dụng. Cũng như trong quá trình sử dụng thì sẽ không bị toét, bị chóc những cái đầu chi tiết của chúng ta, đầu chiếc kim. Mình nhấn mạnh là một cái chi tiết, đó là chiếc kìm này rất vô cùng nhỏ gọn, vừa vặn trong lòng bàn tay luôn, rất dễ thao tác. Trên thân kìm thì phần chuôi được gắn bằng có phần là phần lưỡi kìm bằng những chiếc ốc rất là chắc chắn, được gia công rất là tinh tế, sắc sảo. Mọi người có để ý bên trong giữa này không? Tức là chiếc kìm này được tích hợp thêm rất nhiều chi tiết. Và vì thế thì mình gọi chiếc kìm này là chiếc kìm đa năng 9 trong 1. Tức là ngoài kìm ra sẽ bao gồm có 8 chi tiết nữa. Và bây giờ mình sẽ mở từng cái chi tiết ra. Đó. Đây là toàn bộ chi tiết tích hợp bên trong cái kìm. Như các bạn thấy thì ở đây có một cái dao cắt khá là sắc. Bên cạnh đó thì có một chiếc vít 4 cạnh để chúng ta mở ốc và vít. Ngoài ra thì còn có một lưỡi cưa. Lưỡi cưa này chúng ta phải cưa cành cây, cưa gỗ, rất tiện khi mà mang đi du lịch hay đi cắm trại. Phía bên này thì chúng ta có một cái, đây là cái giữa móng tay, một chiếc khui nắp bia. Đó. Một con dao đục. Con dao đục này chúng ta có thể kẽ nắp hộp hoặc là để đục một thân gỗ. Và các chi tiết được tích hợp bên trong cái kìm cũng rất là tiện và chúng ta áp dụng được rất nhiều vào trong nhiều hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày. Vô cùng tiện lợi.
sau khi mà mình gập lại thì rất là gọn gàng. Mình cầm cái kìm này trong tay hầu như không có cái cảm giác là bị cấn tay hay là bị đau gì cả. Với cái kìm này thì chúng ta có thể dùng để tút dây điện hoặc là để cặp, để kẹp, để cắt dây. Rất là nhẹ, trọng lượng kìm rất nhẹ, chỉ rơi tầm khoảng 300 gram mà thôi. Đó. Đây là sản phẩm sau khi đã gập. Nhỏ chưa bằng hai đầu ngón tay. IT76040. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại trong cái video lần sau. Xin chào. Thank you.